Em chào anh ạ. Dạ, em là Ngân, trưởng phòng kinh doanh ở bên Líp ạ. Sếp em có giao là bây giờ em qua bên anh để bàn về hợp đồng. Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ em qua luôn ạ. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Mua bưởi đi, mua bưởi ủng hộ bà con nông dân nào. Ai mà chẳng thích quà, mang mấy quả bưởi đến đãi cả văn phòng, vừa rẻ vừa lấy lòng, đi đông mật thiện. Cô ơi, mua bưởi đi, ngọt lắm cô ạ. Bưởi chúng tôi bán ủng hộ bà con nông dân ý. Ôi mua giáo đi cô. Ôi, ủng với trả hộ. Chắc gì các bà đã ủng hộ hay là ủng hộ mấy bà buôn của các bà. Sao cô lại nói như thế? Dạo này dịch bệnh, hoa quả không xuất khẩu được, nên là bà con nông dân khổ lắm. Cô ăn thử đi, chúng tôi bán ủng hộ giúp cho bà con nông dân ý mà. Các bà toàn chiêu trò bán hàng cả ấy, làm gì có ủng hộ nào ở đây. Thế bán thế nào đây? 10.000 một quả cô ạ. Cô cứ chọn những quả to mà lấy. Khiếp, gì mà bán đắt thế. Cái quả bưởi mã thì xấu. Đấy đấy cô ơi, dám hết cả lại thế. 10.000 là rẻ lắm rồi đấy cô ạ. Cô chọn những cái quả ngon này này. 5.000 một quả, có bán được đấy. Sao cô lại giả thế, 10.000 là rẻ lắm rồi. Bưởi bán thế này tức nghĩa là không được kiểm định đàng hoàng. Thế mà bà chém tận 10.000 một quả. Tôi vào trong siêu thị mua 10.000 quả còn to hơn và bày bán này này. Thế có bán không? Không được đâu cô ơi. Thôi, không mua nữa. Cô tìm cái gì đấy? Ôi trời ơi, cái ví của tôi đâu rồi? Này, cô tìm cái gì đấy hả? Ôi ngay. Ôi trời ơi, cái ví của tôi đâu rồi? Thế ví nào? Bà này, bà đừng có mặt giả vờ ngây thơ nhá. Hay là bà định ăn không cái ví của tôi đấy? Tôi chưa nhìn thấy cái ví nào ở đây cả. Cô làm cái gì đấy? Tôi nói cho bà biết nhá. Nãy giờ tôi đi vào hàng của bà, tôi để cái túi ở đây. Mà sáng giờ tôi chỉ nhét cái ví đen của tôi ở trong này. Thế mà bây giờ tự nhiên cái ví không cánh mà bay. Chỉ có bà lấy thôi, chỉ có bà lấy thôi. Cô đừng có mà vu oan giá quả nhá. Này, nói năng phải suy nghĩ một chút chứ hả? Có gì bình tĩnh nói chuyện. Cô làm thế hỏng hết bưởi của bác ấy. Tôi không bình tĩnh được. Bà này này, bà ấy ăn cắp ví của tôi. Bây giờ bà ấy lại còn định già mồm, bà ấy còn cãi cố đây này. Cô có chắc là bác ấy lấy không? Mắt cô không nhìn thấy sao cô khẳng định thế? Nhớ để quên ở đâu thì sao? Tôi nói cho anh biết nhá. Bây giờ tôi có ba miệng ở đây thì tôi cũng không cãi nổi cái mụ già này. Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi đen. Số tôi đen tôi mới chui vào cái hàng của bà này, để rơi vào cái ổ nhền nhện của bà này nhá. Cô này. Mà tôi nói cho các bà biết nhá, các bà toàn là mạo danh cái gì mà giải cứu cho nông dân, xong rồi bày bán hàng ở đây. Bán thì ít nhưng mà lợi dụng lúc khách hàng sơ hở là bắt đầu ăn cắp ăn trộm đồ của người ta. Hôm nay nhá, hôm nay bà lấy được ví của tôi. Nhưng mà tôi cho bà biết nhá, bà lấy được của người khác cái ví thì bà cũng không xong với tôi đâu. Cô làm cái gì đấy hả? Cô chưa có ai xử bà, đứa này tôi xử bà. Cô kia, cái cô này, cô làm cái gì đấy? Sao lại lấy bưởi của tôi như thế hả? Bỏ ra. Sao? Bà sợ tôi ăn cắp của bà? Tôi có mất ví nhưng mà tôi cũng không hèn như bà đi ăn cắp ăn trộm đồ của người khác. Bà muốn tiền hay gì? Đây, tiền đây. Tôi trả bà tiền bưởi hẳn hoi luôn nhá. Từ lần sau nhá, chừa cái thói đi ăn cắp ăn trộm đồ của người khác đi, không hay đâu. Bà có sao không ạ? Tôi không sao. Cảm ơn cậu nhá. Dạ. Thế cậu lại ra lấy bưởi ủng hộ bà con nông dân đấy à? Dạ vâng ạ. Thế cậu lấy nhiều không? Bác cho cháu 50 quả nhá. Sao hôm nay cậu lấy nhiều thế? Cháu chia cho cả anh em trong công ty nữa. Lát nữa bác cứ ship đến địa chỉ này, xong vào văn phòng cháu sẽ gửi tiền cho bác ạ. Tôi sẽ gọi xe ship cho cậu ngay bây giờ. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Dạ. Cháu xin phép nhá. Cảm ơn cậu nhá. Dạ. Alo, em chào anh ạ. Anh ơi, em đến cổng của công ty mình rồi ạ. Em có mua một chút hoa quả đến để mời mọi người. Anh có thể giúp em cho một bạn xuống xách hộ em lên được không ạ? Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Cô kia, chiếc ví này
Tôi... Chẳng phải là cô nói cô mất chiếc ví này ở chỗ tôi hay sao? Đúng rồi, thì tôi làm mất một chiếc ví ở chỗ bà đấy. Rõ ràng chiếc ví của cô vẫn còn nguyên kia. Cô tính định lừa bà già này hả? Này, tôi thèm lừa bà ấy à? Cô không làm điều gì khuất tất thì cô sợ gì tôi nói hả? Đây là công ty đối tác của tôi đấy, bà đừng có mà lằng nhằng nhá. Cô cũng ăn nói cho cẩn thận, tôi đây á, đáng tuổi bề trên của cô rồi đấy. Tôi có hẳn hai chiếc ví màu đen giống y hệt nhau. Lúc nãy là bà ăn cắp một chiếc của tôi, bà đi đi. Tôi không đi đâu cả, cô làm điều gì khuất tất nhà bà. Dừng lại. Bà đừng có mà ám khỏe tôi. Bà có làm sao không ạ? Tôi không sao. Cậu nhìn xem, chiếc ví của cô ta vẫn còn nguyên kia. Thế mà cô ta nói cô ta mất ví ở chỗ tôi. Giờ phát hiện ra, cô ta lại nói là cô ta có hai cái ví giống nhau. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ ăn cắp của ai cái gì dù nhỏ nhất, chứ đừng nói đến cái ví. Đời này làm gì có ai đi ăn cắp mà lại tự nhận mình là ăn cắp đâu. Tôi nhịn cô hơi nhiều rồi đấy. Cô một vừa hai phải thôi chứ. Sao? Anh là cái gì của bà em cứ bênh chằm chặp. Anh là con à? Hay là cháu? Có khi lại là đồng đảng cũng nên. Cô làm sao? Cô nói đúng quá nên là tôi không cãi được à? Sếp ạ. Chị ơi, chị có phải là chị Ngân đâu? Đúng rồi. Em là... Em xuống nhận hoa quả. Chị cảm ơn nhá, tại chị mua hơi nhiều, sách hơi nặng thôi, sách giúp chị. Vâng, em cảm ơn ạ. Sếp, em nhận hoa quả rồi đấy ạ. Sếp ạ? Vâng, đây là giám đốc của em. Giám đốc á? Vâng. Hóa ra là cô à? Anh ơi, sếp bên em có cử em sang bên này để bàn giao với anh về cái dự án hợp tác sắp tới ạ. Em ạ. Anh Trung à? Thế này anh nhá. Về cái dự án của hai chúng ta ấy, tôi sẽ làm việc với một người khác mà không phải là cái người mà anh vừa cử đến. Thế nhá. Giám đốc. Anh ơi, anh khoan đã. Anh ơi. Tại sao anh lại phải đối xử với tôi như thế? Vì cô đối xử thiếu văn hóa đối với người khác đấy. Thế nào? Ví của cô không mất có đúng không? Tôi để công an vào cuộc nhá. Không, anh ơi, tôi xin anh đấy ạ. Thực ra tôi không có... Không, anh ơi, tôi xin anh đấy ạ. Thực ra tôi không cố tình như thế. Tôi cũng không có ý định đổ oan cho bác kia. Tại vì sáng hôm nay tôi lỡ nhét cái ví của tôi vào cốp xe mà không nhớ. Tôi cứ nghĩ là tôi để ở trong túi, tìm không thấy nên tôi mới nghĩ là bác ấy lấy của tôi. Thật sự là tôi không cố tình như vậy. Này, bưởi đây. Từ nãy đến giờ mải công mải việc và quên bưởi. Đây, bác để đấy cho con. Mang vào đi ạ. Vâng ạ. Khi biết đổ oan cho tôi, tại sao cô không nhận lỗi lại vẫn cứ cố tình đổ oan cho tôi? Dạ, tại... Này cô có biết là bác đây đã về hưu, cũng có tuổi rồi. Nhưng mà khi nghe người dân kêu cứu vì hoa quả bị dịch bệnh, bác đã mở rất nhiều điểm bán hàng để giải cứu hoa quả của người dân. Thế mà cô đối xử với bác ấy như vậy ạ? Dạ, tôi xin lỗi ạ. Người cô cần xin lỗi không phải là tôi, mà là bác ấy đấy. Bác ơi, sáng nay cháu suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên là cháu đã không nên không phải với bác. Bác bỏ qua cho cháu bác nhé. Được rồi, chỉ có điều là cô còn tuổi trẻ, sau này ra đường chú ý lời ăn tiếng nói một chút nhá. Dạ vâng ạ. Thôi, thế tôi về nhá. Tôi phải đang bán hàng. Vâng, vâng ạ. Vâng, tôi lấy tiền. Cháu chào cô ạ. Sếp ơi, sếp vào trong đi. Em gọi mấy bông bưởi ăn cho nó mát. Vào đi chị.